thưa quý vị, chúng tôi hiện đang đứng trên cầu cảng của đồn cảnh sát Satathip. Đây là một cái khu vực thuộc tỉnh Chonburi của Thái Lan, nằm ở sát vịnh Thái Lan. Thì sau lưng của tôi là hai chiếc tàu câu mực của Việt Nam từ Cà Mau sang. Một chiếc là ký hiệu CM99362TS và một chiếc là CM99689TS. Cả hai chiếc thuyền này là được nói là từ thị trấn Sông Đốc Cà Mau sang vịnh Thái Lan để mà câu mực. Thì cả hai chiếc tàu này đã bị bắt vào ngày 9 tháng Giêng bởi lực lượng hải quân vùng 1 của Thái Lan và cảnh sát biển Thái Lan. Và bên phải của tôi đó là những chiếc tàu của lực lượng cảnh sát Thái Lan và đây là của đồn cảnh sát Satathip. Thì theo tin của thông tấn xã Thái Lan cũng như là của đồn cảnh sát Thái Lan và qua sự tiếp xúc với những người ngư dân Việt Nam bị bắt trong ngày hôm qua thì được biết là hai tàu này đã từ Việt Nam sang và họ đi vào ở trong cái lãnh hải của Thái Lan. Mặc dù bởi vì là sau khi đi câu mực ở bên Việt Nam thì họ không thấy và họ cứ đi mãi thì bị vào trong cái lãnh thổ của Thái Lan. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà những cái tàu của ngư dân Việt Nam bị Thái Lan bắt như thế này. Mà trong năm ngoái thì cũng đã có nhiều trường hợp như vậy và cảnh sát ở đồn Satathip này họ cũng nói đây là những chuyện mà thường xuyên xảy ra. Thì những cái người ngư dân mà bị bắt này đó hiện đang bị giam ở trong đồn Satathip thì sẽ chờ ngày mà ra tòa. Khi ra tòa thì tòa sẽ tuyên phạt tiền cho họ và nếu như họ có tiền thì họ sẽ đóng và bị trục xuất về Việt Nam. Còn nếu như không thì họ phải chịu ở tù cho hết mãn hạn tù, cho đúng cái khoản tiền phạt đó thì họ sẽ thông báo và Đại sứ quán Việt Nam sẽ liên lạc với họ ở nơi mà trại tạm giữ những người nhập cư ở trên Bangkok để thông báo cho gia đình. Thông báo gia đình sẽ gửi tiền sang và nếu người nào mà có tiền mua vé máy bay để được đưa về sớm thì là về sớm. Còn những người nào mà không có tiền để mua ngay thì phải chờ thời gian có tiền gửi sang thì mua vé máy bay thì mới được về. Còn riêng những chiếc tàu mà bị bắt như thế này đó thì tòa họ cũng sẽ tuyên cái số tiền là chuộc bao nhiêu còn và Đại sứ quán Việt Nam sẽ thông báo về cho gia đình của họ, cho chủ tàu để sang mà chuộc. Còn nếu như mà chủ tàu bỏ thì là phía Thái Lan họ sẽ hủy những chiếc tàu như thế này. Vâng, và tôi là Gia Minh, tường trình từ cầu cảng của đồn cảnh sát Satathip, tỉnh Chonburi của Thái Lan về trường hợp mới nhất hai chiếc tàu câu mực từ tỉnh Cà Mau sang và bị bắt vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Xin cảm ơn quý vị.